Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo ghi lê cho bé trai như thế này. Ở cổ áo thì mình có làm họa tiết cổ tim và có làm các cái hạt nút cài điều chỉnh cũng như là trang trí họa tiết gấu. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len nha, cho cái phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, hạt nút mình dùng để cài cái phần thân áo và hai họa tiết nhỏ để trang trí cho mắt của gấu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân trước. Đầu tiên ta sử dụng màu vàng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên một dây móc xích vừa bằng với cái phần vai của bé ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây mình vừa móc lên được 36 mũi móc, thì 36 mũi móc xích này tương đương với cái bề ngang vai của bé. Tùy vào tay của mỗi thợ móc nha, có thợ móc lỏng hay móc chật tay thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên bằng với bề ngang của vai bé là được ha. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 36 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 35 cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào đây. Tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Ta được các cái mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Thì các chân móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được 36 mũi kép đơn vào 36 chân móc đầu tiên, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 2, các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên này một mũi kép đơn. Đây sẽ là chân đầu tiên, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được hai hàng móc cho cái phần thân sau của áo, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hai hàng móc mà ta vừa móc ở đây. Tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hai hàng móc mà ta vừa móc ở đây, móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái hàng móc đầu tiên đến hàng móc cuối cùng được 2/3 so với chiều cao của phần nách của bé ha. Đây, ta sẽ móc các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Móc cho đến khi được 2/3 chiều cao phần nách. Quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn, sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Và móc tiếp thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc này cho đến khi được 2/3 chiều cao của phần nách nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc đều nhau và chiều cao của 6 hàng móc này nó sẽ bằng được 2/3 so với chiều cao của phần nách. Thì các hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ 7, khác với các cái hàng móc phía trên ta không tăng mũi nè,
mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hàng thứ bảy này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc ha. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi móc ở đầu hàng móc nè. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cái đầu dây bên kia ha. Ở chân móc cuối cùng của cái hàng móc thứ bảy này cũng móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Để ta tăng thêm một mũi ở cuối hàng nè. Móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ở hàng móc thứ bảy này ta tăng được 2 mũi móc, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 8 cũng làm tương tự như hàng móc thứ 7. Tức là ở chân móc đầu tiên ta cũng tăng một mũi ở đây và chân móc cuối cùng cũng tăng cho mình thêm một mũi ha. Để cho cái phần này nó có cái độ cong ra nè. Chân đầu tiên móc 2 mũi kép đơn. Các chân móc nằm chính giữa, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng cũng móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi móc được cái hàng móc thứ 8 thì các bạn tiếp tục móc cho mình thêm một hàng móc thứ 9. Thì hàng móc thứ 9 cũng làm tương tự giống như hàng thứ 7 và thứ 8 nha. Tức là ta cũng tăng 2 mũi, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Thì lúc này cái chiều cao từ cái hàng móc đầu tiên và cái hàng móc thêm cuối cùng á, nó sẽ bằng được với cái phần nách của bé. Cũng móc thêm cho mình hàng móc tương tự như vậy và thêm một hàng móc thứ 9. Cũng thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc nha. Sau khi đã tăng được 3 hàng móc thì lúc này cái phần nách của mình nó đã có cái độ rộng ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân ở phía trước. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì phần thân sau của mình vừa hoàn tất được 1/3 như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân trước để tạo cổ tim nha. Ở sợi dây móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở phần vai áo thì các bạn sẽ chia ra làm 3 phần cho mình ha. Hai phần ở hai bên ta sẽ móc phần tay áo, còn cái phần chính giữa là cái phần cổ áo nè. Cái khoảng trống chính giữa hở ra sẽ là cổ áo ha. Và hai cái khoảng trống ở hai bên nó sẽ nhỏ hơn so với cái khoảng trống ở chính giữa. Ở đây mình móc được 36 mũi móc. Hai phần vai áo hai bên ta sẽ chia làm 10 mũi, tính luôn cả cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè. Còn ở điểm chính giữa ta sẽ có 16 mũi móc ha. Tùy vào sở thích của mỗi người ha, các bạn có thể chia cái phần vai này ra làm nhiều mũi hơn hoặc là ít mũi hơn, tùy vào cái phần vai của bạn muốn dày hay là mỏng. Từ cái sợi len này tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc một phần thân áo phía trước. Ta đâm kim vào chân móc đầu tiên ở cái phần vai áo. Thì đây sẽ là chân móc đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này, sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến khi ta được 10 chân móc ha, cho cái phần vai áo đầu tiên này. Chân thứ 5 nè. Tiếp tục chân móc thứ 6. Kép đơn thứ 7 cho chân thứ 7.
Kép đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Kép đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9. Và kép đơn thứ 10 là chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc thứ 10 này một mũi kép đơn. Thì như vậy lúc này phần vai áo đầu tiên của mình sẽ có độ rộng là 10 mũi móc. Từ đây tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 2 của phần vai áo, các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất. Tức là ta sẽ móc vào 10 chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Hàng móc thứ 2 ta sẽ có 10 mũi móc bằng với số mũi móc của hàng móc thứ nhất ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Như vậy là ta vừa hoàn tất được hai hàng móc đều nhau và không thêm mũi nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ ba sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ hai. Móc vào 10 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là phần vai của mình khi gập đôi lại nó sẽ có cái độ rộng 3 hàng móc nè. Cái độ dài 3 hàng móc như thế này ha. Gập đôi lại nó sẽ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân xuống phía dưới nè để tương ứng với cái phần thân sau. Và ta sẽ tạo cổ tim ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Không tính cái phần vai mà ta móc 3 hàng móc ở phía trên này nha. Thì ở cái phần cổ áo này nè. Phần cổ áo mình có 16 mũi móc, các bạn chia làm 2 thì ta sẽ có 8 hàng móc ha. Ở đây nè, 16 mũi móc, chia làm 2 thì ta sẽ có 8 hàng móc cho mỗi bên. Các cái chân móc có cái tay mặt ở phía bên phần cổ áo, các bạn sẽ thêm cho mình 8 hàng móc. Và 8 hàng móc này sẽ tăng mũi ở đầu hàng. Tương tự cho cái bên này cũng vậy nha, để tổng số mũi móc của hai bên nó sẽ cộng lại bằng với số mũi móc của cái phần thân áo này nè. Còn ở bên phía các cái chân móc của cái phần tay áo thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần tay ở phía dưới. Tức là ta sẽ không thêm mũi nè, không thêm mũi ở 6 hàng móc đầu tiên và 3 hàng móc cuối cùng ta sẽ thêm mũi ha. Chân móc đầu tiên của hàng móc này sẽ nằm ở tay mặt của cái phần cổ áo nè. Ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên này 2 mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Sau đó các chân móc chính giữa, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Hàng móc thứ tư này nó sẽ tương đương với cái hàng móc thứ nhất của phần thân sau nè. Và các cái điểm ở phía bên này ta không tăng mũi, nên các bạn sẽ móc cho mình chân móc cuối cùng này không tăng mũi nha. Còn ở những cái chân móc mà bên phía tay mặt của phần cổ áo á, thì ta sẽ tiến hành tăng mũi nè. Ta sẽ tăng một mũi ở đầu này. Đây. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Và ở hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc thứ hai của cái phần thân áo phía sau nè. Thì cái điểm nằm ở tay mặt của bên cánh tay á, ta không tăng mũi. Các bạn sẽ không tăng mũi cho mình ở cái chân móc đầu tiên của hàng móc này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Các chân móc nằm chính giữa cũng tương tự, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Ở chân móc cuối cùng là cái chân móc sát với cái tay bên phần cổ áo. Thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình để tạo cái hàng móc thứ hai. Móc vào chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn cùng chân. 1 và 2. Như vậy là ở đây mình có được hai hàng móc tăng mũi cho cái phần cổ áo. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Ở hàng móc thứ ba cũng tương tự nha. Cái phần tay mặt này nó nằm ở bên phía cổ áo để tạo cổ tim nè. Thì các bạn cũng tương tự móc lên cho mình cái chân đầu tiên bên này, ta sẽ tăng một mũi ở đầu hàng móc ha. Còn ở bên còn lại ta không tăng mũi nè, thì cái chân móc cuối cùng của hàng móc mình cũng không tăng mũi ha. Nó sẽ tương đương với cái hàng móc ở phần thân sau á. Ở đầu bên này ta sẽ tiến hành tăng mũi nè để tạo phần cổ tim tương ứng với cái phần cổ ở phía trên ha. Tăng cho mình 8 hàng móc. Bên này thì mình không tăng mũi ở 6 hàng móc đầu tiên. 3 hàng móc cuối cùng thì ta tăng mũi ha. Không tính 3 hàng móc đầu tiên bên này nha. Thì bên này tăng mũi và bên này không tăng mũi nè. Chân móc này sẽ là chân móc ở tay mặt của cái phần cổ áo. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Các chân nằm chính giữa cũng tương tự, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân ha. Và chân cuối cùng nó sẽ không tăng mũi. Các bạn sẽ làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Không tính 3 hàng móc đều nhau mà ta móc đầu tiên ở đây. Thì phần này mình đã tăng lên được 6 hàng móc ở cái phần cổ tim nè. Khi gặp đôi cái phần thân áo lại, hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc thứ 7. Và hàng móc thứ 7 này ta cũng tăng một mũi ở cái đường móc mà ta tạo cái phần cổ tim này. Còn ở phía bên luồng cánh tay á, cái hàng móc thứ 7 ta có tăng một mũi ở đầu này, thì các bạn cũng móc cho mình tăng một mũi ở cái đầu này ha. Tức là hàng móc thứ 7 này ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên là chân móc phía tay mặt của phần cổ, móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Các chân móc chính giữa, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và chân móc cuối cùng tương đương với cái hàng móc thứ 7 phía dưới. Ta có tăng mũi ở hàng móc thứ 7 nè. Tăng mũi ở cái đầu phần tay áo ha. Thì ở cái hàng móc thứ 7 phần trước cũng tăng cho mình một mũi ở đây. Tức là chân cuối cùng ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 8 nó sẽ tương đương với hàng móc thứ 8 của cái phần thân phía dưới. Và hàng móc thứ 8 ở cái phần tay áo bên này ta tăng mũi móc. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc bên này, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc cuối cùng của hàng móc thứ 8 này ta cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này ha. Sau khi đã được hai mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng của hàng thứ 8 này, thì lúc này khi gặp đôi cái phần thân trước với thân sau lại, ta được 8 hàng móc tăng mũi ở cái phần cổ áo nè.
Và 8 hàng móc này ta sẽ thêm được 8 mũi móc. 8 mũi móc ta sẽ tạo được cái phần cổ tim ở chính giữa ha. Đến cái hàng móc thứ 9 thì chân móc đầu tiên ta sẽ không tăng mũi. Và chân cuối cùng ở đây mình có tăng mũi nè. Các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đây ha. Móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở đây ta được 8 hàng móc rồi thì hàng móc thứ 9 nè. Hàng móc thứ 9 các bạn sẽ không tăng mũi ở cái đầu này. Tức là sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn thôi ha. Ta sẽ không tăng mũi ở cái đầu này. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở bên tay mặt mà ta có tạo phần nách á. Chân cuối cùng này là hàng thứ 9, móc vào đây 2 mũi kép đơn ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở đây mình vừa hoàn tất được phần thân đầu tiên ở phía trước nè. Và cái phần cổ áo này đó đã vào được chính giữa của phần cổ áo ở phía trên ha. Đây, ta thêm mũi được 8 hàng móc nè, 3 hàng móc ở phần vai, 8 hàng móc đều nhau và cái hàng móc thứ 9 không tăng mũi để tạo cái phần cổ tim ở chính giữa. Ta sẽ cắt len sau đó tạo thêm một cái phần thân trước còn lại. Đối với cái phần thân mà ta vừa móc, điểm móc cuối cùng nó sẽ nằm ở cái phần nách. Đây, cái điểm móc cuối cùng mà ta cắt len nó nằm ở phần nách nè. Và lúc bắt đầu cái phần thân trước này ta móc từ ngoài vào trong ở cái phần vai. Điểm kết thúc nó sẽ nằm ở phần nách. Để cho cái phần thân áo của mình nó không phải cắt len nhiều thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình từ trong ra ngoài để cho cái sợi len cuối cùng nó nằm ở cái phía bên phần cổ áo ha. Để lát nữa ta nối vào cái phần thân này nó sẽ không phải cắt len và cái phần dấu len của mình nó sẽ giảm bớt ha. Ta tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì khác với cái phần thân đầu tiên, phần thân thứ hai các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài nè. Vào chân móc thứ 10 từ trong ra ngoài. Kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào chân móc thứ 10 một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở đây ta cũng móc 10 mũi kép đơn cho 10 chân móc liên tiếp ha. Móc cho đến cuối hàng. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Và cái sợi len thừa đầu tiên ta gây nên ở phần vai. Các cái mũi móc cuối cùng này khi móc cũng giấu vào trong mũi móc luôn. Để cho cái mũi móc của mình được hoàn mỹ hơn và ta không phải giấu len nhiều ha. Sau khi được 10 mũi kép đơn cho cái phần vai áo thứ hai thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó móc thêm 2 hàng móc nữa để ta có 3 hàng móc ở cái phần vai đều nhau. Và ta cũng bắt đầu tăng mũi từ hàng móc thứ tư cho cái phần thân trước nè. Ở các mũi móc bên phía tay mặt của phần nách, ta không thêm mũi ở 6 hàng móc đầu tiên và thêm mũi ở 3 hàng móc cuối cùng. Đây, các cái chân móc nằm ở tay mặt của phần tay áo nè, thì ta sẽ không tăng mũi ở 6 hàng đầu tiên, 3 hàng cuối cùng ta tăng mũi. Và đối với các cái mũi móc mà nằm ở bên tay mặt của phần cổ áo để tạo cổ tim nè,
thì các bạn sẽ tạo cho mình 8 hàng móc tăng mũi nha. Khi móc lên được 3 hàng móc đều nhau thì ta sẽ tiến hành móc 8 hàng móc tăng một mũi ở đầu hàng. Thì lúc này hai cái điểm cuối cùng của hàng móc thứ 8 này nó sẽ chạm nhau nè. Tổng số mũi móc ta tăng nó sẽ bằng với số mũi móc của cái hàng móc phía trên này. Từ đây ta sẽ móc lên một cái phần thân tương tự như phần thân mà ta vừa tạo ở đây ha. Và cũng móc ngược lại để tạo được cái phần thân phía trước. Điểm kết thúc của cái phần thân phía trước này nằm ở phần nách. Thì cái phần thân ta bắt đầu móc tiếp theo nó sẽ nằm ở cái phần cổ áo nè. Đối với những size lớn hơn thì điểm cuối cùng của phần thân trước các bạn sẽ để ý cho mình ở cái mặt đầu tiên ha. Ta móc từ ngoài vào trong nè. Nếu mà những size mà các bạn thêm hàng móc á, mà cái hàng móc này nó nằm ở điểm này rồi á, thì các bạn sẽ tương tự móc cho mình hai bên giống nhau. Còn ở đây nó nằm ở bên phía phần nách rồi, nên các bạn sẽ làm ngược lại cho mình ở chân móc đầu tiên ha. Để cái điểm kết thúc của mình nó sẽ nằm ở phần cổ áo. Ta quay ngược đầu móc lại, móc thêm hai hàng móc đều nhau với cái hàng móc thứ nhất này và tăng mũi cho các hàng móc tiếp theo. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc để tạo cái phần cổ tim ở phía trước này nè, tạo nên một cái phần thân phía trước còn lại. Thì lúc này cái mũi móc cuối cùng của mình nó sẽ nằm ở cái phần cổ áo nè, nằm ở chính giữa của phần cổ áo ha. Tổng số mũi móc mà ta thêm ở đây nó sẽ bằng với tổng số mũi móc ở hàng phía trên này. Khi gặp đôi lại thì cái phần nách của mình nó cũng có cái độ xòe rộng ra hai bên nè. Ta hoàn tất được 1 phần 2 của cái phần thân áo. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại để tạo phần nách ha. Và cái phần thân mà mình vừa móc nè, móc từ trong ra ngoài bắt đầu của cái phần thân này thì cái điểm kết thúc của mình nó nằm ở phần cổ áo. Như vậy là ta vừa bớt đi một sợi len thừa ở đây ha, để giấu len nè. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Và từ cái điểm này mình sẽ bắt đầu nối lại hai bên tay áo ha. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Đây thì cái phần này lúc này ta sẽ không tăng mũi nữa nè. Các bạn cứ móc đều cho mình ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng này. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Khi đã móc lên được hai mũi móc xích rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái đầu móc bên này, cái đầu móc của phần thân sau á. Sau đó lấy len và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà ta gặp của phần thân sau để tạo phần nách này nè. Lấy len và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên sẽ là chân móc này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Thì ta được cái phần tay áo như thế này. Các cái chân móc nằm chính giữa, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Ở cái chân móc cuối cùng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó lên hai mũi móc xích. Và cũng tương tự di chuyển kim cho mình đến cái đầu móc bên này.
Là cái đầu móc của phần thân trước ha. Cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Các chân móc nằm chính giữa, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi hoàn tất được các cái mũi nối thì lúc này ba mảnh của mình nó đã ghép lại với nhau và tạo độ rộng ở phần ngực như thế này. Đây sẽ là độ rộng ở cánh tay nha. Cách nhau là hai mũi móc xích nè. Thì tùy vào size mà các bạn móc, ở những size lớn hơn thì ta có thể tăng số mũi móc ở đây ha, hoặc là những size nhỏ hơn thì các bạn không tăng. Ở đây mình tăng lên hai mũi xích nè. Và cái phần cổ áo của mình đã tạo được cái hình trái tim như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo ở phía dưới. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc ở phần thân móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đến cái phần nách này nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái phần nối nách này ta có hai mũi móc xích chừa ra thì các bạn cũng móc cho mình vào hai chân móc xích này, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó tiếp tục di chuyển kim vào các chân móc của cái phần thân sau này và cũng tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì cái phần nách của mình nó hoàn tất như thế này ha, nó có cái độ rộng đây nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở phần nách còn lại cũng tương tự. Hai chân móc xích mà mình chừa ra, mỗi chân móc cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó di chuyển kim đến chân móc ở phần thân trước và cũng móc tương tự ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó các hàng móc phần thân phía dưới các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc phần thân bên này nè. Tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Sau đó từ đây sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự nè. Thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè. Lúc này cái phần thân áo nó đã có cái độ rộng để ôm vào cái phần thân của bé rồi. Thì tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc cho đến khi cái chiều dài từ cái phần vai áo xuống hàng móc thêm cuối cùng nó bằng được đến cái phần thân của bé ha. Bằng đến cái phần lai áo hoặc là phần giữa mông của bé cũng được, tùy vào độ dài mà các bạn mong muốn. Đây thì cái phần thân trên của mình đã tạo được một cái họa tiết cổ tim như thế này nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân phía dưới, sau đó viền lại cái phần áo. Và các cái hàng móc phần thân phía dưới, mỗi chân móc ta đều móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Làm tương tự cho hàng móc này và các cái hàng móc còn lại.
Ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc ở cái phần thân dưới nè. Và lúc này cái chiều cao từ cái phần vai áo xuống hàng móc thêm cuối cùng đã vừa đạt đến chiều cao của bé rồi á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ của phần lai áo. Ta sẽ tiến hành cắt cái sợi len màu vàng đi ha. Và mình sẽ thay màu để tạo viền cho phần thân áo. Thì đầu tiên khi viền lại cái phần thân áo, các bạn sẽ tiến hành xác định cho mình đâu là mặt phải của áo ha. Sau đó mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần thân trước để ta có thể phân biệt được đâu là cái điểm kết thúc của cái phần cổ tim này nè. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đây sẽ là mặt phải của thân áo. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng ở phía dưới này nè. Đây là chân móc cuối cùng của hàng móc phía dưới. Đâm kim vào đây và kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc mà ta vừa đâm kim á, các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Khi móc có cái sợi len thừa màu nâu này cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc nha. Di chuyển kim đến cái chân móc của cái hàng phía trên này nè. Đây các bạn sẽ di chuyển kim đến chân móc này và móc hai mũi móc đơn vào đây. Tương tự cho chân móc kế tiếp của hàng móc phía trên này cũng móc vào đây hai mũi móc đơn. Thì sợi len thừa lúc này của mình nó được giấu vào trong mũi móc như thế này rồi nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tương tự cho chân kế tiếp, hai mũi móc đơn vào đây. Và các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi ta gặp cái chân móc này nè, ở cái phần cổ tim á. Móc tương tự cho đến khi ta gặp cái chân móc đầu tiên có hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, hai mũi kép đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc cho đến cái chân móc này ha. Để ta có thể tạo cái góc vuông ở cái chân móc có hai mũi kép đơn này nè. Móc cho đến chân móc này. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã viền lại được một phần thân áo, đến cái chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân móc ở phần thân nè. Thì cái chân móc này các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông để ta có thể phân biệt được cái phần cổ ha. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Và cũng tiếp tục móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc nữa. Tức là ở cái chân móc này ta sẽ có bốn mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc của hàng phía trên và mỗi chân cũng tương tự. Móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì như vậy là cái phần cổ áo của mình nó đã có cái điểm kết thúc ở đây nè, để tạo cái phần cổ tim cho phần cổ áo này nè. Đây, điểm kết thúc sẽ là một cái góc như thế này. Làm tương tự cho mình cho đến cái phần cổ áo phía trên ha. Sau khi viền được cái phần cổ áo ở phía trên rồi,
thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc thứ 10 của cái phần tay áo phía đây nè, của cái phần vai áo á. Móc vào cái chân móc thứ 10 một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân móc ở cái phần thân bên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ viền tương tự cho cái phần thân còn lại bên này ha, để tạo một cái góc vuông ở đây nè. Viền tương tự cho các cái mũi móc đơn vào đây và tạo một cái góc vuông ở cái chân móc có hai mũi móc cùng chân này nè. Tạo một cái góc vuông, sau đó viền lại cho đến cái điểm móc cuối cùng. Các bạn sẽ viền tương tự lại cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Tương tự như cái phần viền mà ta vừa viền á. Sau khi đã viền được một bên đối diện của cái phần thân áo rồi, thì lúc này cái phần thân của mình nó sẽ có hai cái điểm kết thúc ở đây nè, tạo được một cái góc vuông cho cái phần cổ áo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại lai áo ha. Ở cái phần lai áo này mình sẽ tiến hành móc các cái mũi kép đơn giống như cái phần thân ở phía trên nè, để ta có thể tạo được độ dày cho cái phần viền ở lai áo ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cũng móc vào cái chân móc cuối cùng mà ta vừa móc phần viền này nè, móc vào đây một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó sẽ viền tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng ở đây. Thì lúc này cái phần lai áo của mình nó sẽ có cái độ dày một hàng móc nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc được đến chân móc cuối cùng, để kết thúc được cái chân móc cuối cùng của cái phần viền này, cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta móc cái phần viền đầu tiên ở đây nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc mũi đơn đầu tiên mà ta gây nên ở cái phần viền này và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì các bạn sẽ may cho mình 4 hạt nút ở cái phần thân áo phía trước nè, để ta cài điều chỉnh cho cái phần thân của bé. Ở phần tay áo các bạn cũng viền tương tự cho mình giống như cái phần viền ở cái phần chính giữa của thân áo nè. Mỗi chân móc ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Viền tương tự như cái phần này. Sau đó trang trí cho mình một họa tiết gấu như thế này, hoặc là các bạn có thể trang trí các cái họa tiết khác cho cái phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn nha. Ở đây mình có gắn 4 hạt nút để cài vào cái phần thân này, và 4 hạt nút này nó sẽ được cài vào các khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn của phần thân còn lại. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu áo ghi lê cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công.